Inhot, một bộ màu không thể thiếu cho các thanh niên mê vẽ linh tinh, vẽ được trên nhiều chất liệu đập hộp màu acrylic, hot hòn hợp. Sắp đóng gói rất kỹ nha. Nào đây nè, bộ. Sắp tặng kèm mẫu để tô, cute nha. Thiệp cảm ơn nữa nè. Hôm nay 48 màu nha, màu xinh xỉu luôn á. Cận cảnh luôn nè mấy bà. Đẹp hen. Sâu thử màu nè. Màu sáng trưng luôn á. Chu cho đẹp quá. Vẽ trên nhiều chất liệu, đá, thủy tinh, nhựa, gỗ. Bất cứ chỗ nào mà mọi người muốn cũng được nha. Coi chừng bị mà la. Thôi coi đi làm biếng lòng tiếng quá. Trái thơm đó. Còn là Halloween. Thấy xinh thiệt hen. Đang phân vân thì nên mua liền nha, chứ nó đẹp lắm mấy bà ư. Tôi về tôi vẽ tùng lung luôn. Đợi tôi lên clip nhé.